Hello mọi người, tôi là Vinh. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho người một cái bộ mở vít điện tử dành cho những anh em sửa chữa đồng hồ, máy ảnh, máy vi tính, máy chụp hình vân vân. Và hàng này là hàng của Nhật, của hãng Bitun. Và cái hãng Bitun này thì nó sản xuất tại Đài Loan nha, nhưng mà nó sản xuất cho thị trường Nhật, nên nó là hàng Nhật và thương hiệu nó là thương hiệu của Nhật. Còn cái nhà máy nó đặt bên Đài Loan. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho người xem cái bộ này có gì đặc biệt. Nhưng ta thấy đây là một cái bộ nhìn rất là đẹp, nhìn cực kỳ hấp dẫn luôn. Cái sự hấp dẫn nó nằm ở chỗ là từng cái con vít này nó sẽ sơn một cái màu, không phải là sơn nữa, những cái góc này nè, tức là nó sẽ có một cái màu khác nhau để chúng ta phân biệt. Những cái nào cùng một cái kiểu thì nó sẽ để cùng một cái màu, chẳng hạn như lúc lục giác thì là màu xanh, lục giác mà có cái lỗ bên trong thì nó là màu đỏ, còn cái màu xanh lá cây là con vít dạng bông sao, rồi con vít ba cạnh là thì màu vàng, còn con vít màu đen là vít tam giác. Thì trong cái bộ này nó chứa được những cái con vít rất là độc lạ mà chúng ta có thể gặp. Khi mà chúng ta gặp những con vít này thì đảm bảo mọi người nếu không có cái gì để mở thì gần như là bó tay. Thì đây, con vít mà có cái lỗ bên trong này cũng rất là khó tìm nè. Con vít ba cạnh này là cực kỳ khó tìm luôn nè. Con vít tam giác này cũng khó tìm nữa. Những vít này là những con vít hiếm nha, và nên là cái bộ dụng cụ này cũng là một cái bộ dụng cụ hiếm. Đó là khi chúng ta cần thì chúng ta phải mua. Đơn giản vậy thôi. Thì cái bộ này á, cái cán của nó thì như là bằng gỗ, gỗ hay nhựa vậy đó, hay rất là nặng. Và đây là cái thân. Cái này khi mình xài á, thì mình chỉ cần rút ra và mình nhét vô thôi thì nó sẽ tự gài lại. Thì ở đây mình sẽ thử cho mọi người xem. Đây là những cái đầu ở phía trên đó, thì chúng ta đã làm sao cho nó thấy được ta. Làm khó thấy ha. Để đây chúng ta có thể nhìn sơ sơ được ha. Đây là vít bông sao có lỗ nè, 1, 2. Đây là vít bông sao, vít bông hoa, vít ba cạnh và vít tam giác. Đó, đây là nguyên cái bộ này của nó. Thì những anh em nào mà làm nghề á, mà đụng những vít này thì đây là gọi là bị cứu tinh. Thì những con vít tam giác là TA 2.3 nè, con vít ba cạnh là TI 3, TI 4, con vít bông hoa là B3, B5, con vít bông sao là T4, T5, T6, còn con vít mà bông sao mà có cái lỗ bên trong á gọi là T8, T10. Thì cái bộ này thì nếu anh em nào đang thực sự làm cái công việc này mà cần thì mình mua ngay để dành. Và đảm bảo mọi người là khi mà chúng ta xài cái công cụ này thì nó rất là tốt, là xịn. Mọi người thấy là con vít này nó là làm là cái đuôi lục giác. Cái đuôi này chúng ta thể gắn vô máy được sử dụng, nhưng mà khi mà chúng ta xài vậy thì rất là nguy hiểm. Tại vì nó rất là dễ bị hư con vít của mình. Cái lực máy của mình không kiểm soát được là hư luôn. Thường chúng ta sẽ sử dụng cái đầu này, nếu mà chúng ta dùng máy thì phải dùng cho cái máy chuyên dụng, cái máy vít điện, mở vít điện tử là nhỏ đó thì chúng ta thể sử dụng được. Rồi, thì cả một cái bộ đẹp như thế này của hãng Bitun, hàng của Nhật, sản xuất tại Đài Loan, thì giá của nó là 508.000, đó là giá mức giá hiện tại trong lúc mình đang quay video này. Đây chỉ là một mức giá để chúng ta có thể tham khảo thôi, chứ không phải là mức giá cuối cùng. Mức giá cuối cùng thì sau này thì chúng ta sẽ mua trên website, hay là mọi người sẽ hỏi nhân viên thì nhân viên sẽ đưa mọi người mức giá tại thời điểm bán hàng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Nếu muốn mua sản phẩm này hãy liên hệ Thích Làm Mộc, địa chỉ cửa hàng là 257/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ là 0236710 9797. Thời gian làm việc từ 9 giờ sáng đến 18 giờ hàng ngày, từ thứ hai đến thứ bảy. Tôi là Vinh, cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.